Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài so sánh các số có 3 chữ số và bài tập môn toán lớp 2, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Trên kênh của chúng mình thì 3 bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 60 nào. Chúng mình sẽ đến với bài số 1 này. So sánh từ số trăm, số chục, rồi đến số đơn, đơn vị. Đấy, vậy thì cái bài này, thì yêu cầu mình so sánh này. Từ cái số trăm đến số chục, rồi sẽ đến gì? Số đơn vị. Đó, vậy thì ở trong bài trước các em đã học đúng không? Ví dụ này, số 749 này. 749 nè, thì các em biết nè, 7 đây là số trăm, 4 là số chục và 9 này nè là số đơn, đơn vị. À, bây giờ mình sẽ áp dụng cái này, mình sẽ so sánh nè. Từ bên tay nào, một số này, từ bên trái sang phải này, trăm, chục, đơn vị. Nhớ nha. Rồi, các em quan sát đây. 749 so với 745. Số 749 này, trăm là có 7 này, anh này cũng 7 này, bằng nhau đúng không nào? Chục là anh này 4, anh này 4 cũng bằng nhau. 9 nè, anh này là mấy? 5. Như vậy hàng đơn vị ở đây 9 sẽ lớn hơn gì? Hơn 5. Nên 749 này sẽ lớn hơn 745. Hiểu chưa? Đấy, chúng ta phải so sánh theo trăm rồi đến chục rồi đến đơn, đơn vị theo đúng yêu cầu của đề bài. Tương tự này, 800 so với 803. Đây, trăm là 8, anh này cũng 8. Chục, số này là 0, đây cũng là 0. Đơn vị đây là 0 với 3. Vậy thì em thấy này, đơn vị 0 so với 3 thì 0 này lại nhỏ hơn gì? Hơn 3. Đúng không? Tiếp theo này, 269 so với 280. Hàng trăm là 2, 2. Hàng chục đây 6, đây 8. Vậy thì nhìn thấy 6 với 8 này ở hàng chục thì 6 này sẽ nhỏ hơn 8. Tương tự này, 352 so với 357 này, hàng trăm 3, 3, hàng chục 5, 5, đơn vị đây là 2, đây là 7. Vậy thì rõ ràng 2 này nhỏ hơn gì? Hơn 7 nè. Đúng chưa? Rồi tiếp theo nè, 631 so với 489 nè, hàng trăm mình thấy đây 6, anh này 4. Vậy thì ngay ở hàng trăm này, 6 với 4 thì 4 sẽ gì? Nhỏ hơn. Được chưa? 78 so với 214, anh này chỉ có mấy? Không có hàng gì, hàng trăm. Như vậy hàng trăm này rõ ràng là số 0 đúng không? 0 so với 2 thì chắc chắn là gì? 0 này phải nhỏ hơn 2. Hay các em có thể nhìn thấy này, 2 chữ số đây 3 chữ số, thì lúc nào 3 chữ số cũng sẽ lớn hơn 2 chữ số nhé. Rồi, câu B nè. 123 so với nè 100 cộng 20 cộng 3 đơn vị. 100 nè, 20 nè, 3 đơn vị. Vậy thì đây có phải là 123 không? So với 123 sẽ làm sao? Bằng nhau. Đấy, được chưa? Rồi, sang bài số 2. Viết các số theo thứ tự. Câu A này, từ bé đến lớn. Vậy chúng mình nhìn ở đây, người ta cho mình nè 570 nè. Được chưa? Số thứ 2 là 507 nè. Số thứ 3 là 750 nè. Được chưa? Và số thứ 4 là 705. Vậy muốn sắp xếp được từ bé đến lớn nè, mình sẽ so sánh hàng gì đây? Hàng trăm trước này, anh này là 5 nè. Anh này là mấy? 5. Đây là 7 nè. Và đây là mấy? 7 nè. Như vậy từ bé đến lớn thì rõ ràng hàng trăm anh này với anh này là bằng nhau. Hai anh này lớn hơn rồi đúng không? Vậy mình sẽ so tiếp hai anh này xem anh nào bé hơn nè. Hàng chục là 0 nè. 0 nè. À đây là 570 các em ạ. Xin lỗi nhé. 570 mà thầy lại ghi 507. Rồi đây là 570 nhá. Rồi, như vậy ở đây thì anh này sẽ là số gì? Số 7 nè. Anh này số 0 nè.
rõ ràng là gì? 7 này lớn hơn 0. Nên số bé nhất ở đây sẽ là gì? 507 này. Được chưa? Đấy, mình sẽ có được số bé nhất là 507 nè. Số bé thứ hai ở đây sẽ chắc chắn là gì? 570. Như vậy còn hai cái số này nè. Chúng ta lại tiếp tục so sánh nè, hàng chục 5, hàng chục này 0. Như vậy 5 này lớn hơn 0 nên số bé tiếp theo là mấy? 705. 705. Và lớn nhất ở đây sẽ là 750. Được chưa? Đấy, cách mà chúng ta so sánh là như vậy nhá. Rồi, sang câu B. Thì yêu cầu mình là gì? Từ lớn đến bé, vậy thì cũng 4 chữ số như này. Chúng mình xác định hàng trăm. 4, 3, 3, 4 à. Như vậy hai anh này bé hơn này, thì hai anh này có hàng trăm là 4. Mình tiếp tục xem ai lớn hơn. So sánh đến hàng chục, 2 so với 3. Vậy thì mình sẽ thấy 3 này này lớn hơn 2. Nên số lớn nhất ở đây sẽ là 4, 3, 2. Tiếp theo là 4, 2, 3. Đúng không? Vì hai anh này đều có hàng trăm là mấy? Là 4. Rồi, hai anh còn lại có hàng trăm là 3. Mình lại tìm xem trong hai cái số này ai lớn hơn thì sẽ đứng trước. Hàng chục 2, hàng chục 4. Như vậy 4 sẽ lớn hơn 2. Vậy số tiếp theo sẽ là 3, 4, 2. Và em út ở đây sẽ là 3, 2, 4. Xong chưa? Đấy. Rồi, bài số 3. Tô màu con vật có số lớn nhất. À, như vậy ở đây người ta cho mình 4 chú gì? Chú heo con ổn ỉn đúng không? Chú nào sẽ bé nhất ở đây? Và chú nào lớn nhất? Như vậy mình nhìn thấy nè, 189 nè, 99 nè, 201, 198. Anh này chắc chắn là bé rồi nè. Sao đây? 2 chữ số. Còn 3 cái chú heo còn lại là mấy? 3 chữ số đúng không? Vậy mình giờ chỉ việc so sánh. 189 bao nhiêu? 201 và 198. Đấy, nhìn vào đây so sánh hàng trăm. Số 1, số 2, số 1. Vậy thì số này gì? Lớn hơn. Được chưa? Đấy, vậy giờ chúng ta tô màu cho chú heo con này thôi. Các em sẽ chọn màu nào các em thích thì chúng ta sẽ tô. Đây, thầy sẽ cho chú heo này màu hồng nhé. Chúng ta thích màu nào thì chúng ta cứ chọn màu đó chúng ta tô. Không phải bắt buộc. Đúng không? Người ta không yêu cầu tô màu gì. Được chưa? Rồi, câu B này. Tô màu con vật số bé nhất. Đấy, đây là những chú gì? Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quắc quắc quắc. Rồi, đây là số gì? Bé nhất. Vậy thì nhìn vào đây thấy 170, 3 chữ số. 2 chữ số, 3 chữ số, 2 chữ số. Mình giờ chỉ việc gì? Xác định hai cái anh này. Đây, 2 chữ số. 7, 7, 0, 7. Như vậy hai anh này có hai chữ số này, hàng chục 7, hàng chục 7 nè. Hàng đơn vị 0, hàng đơn vị 7 này, rõ ràng nè. 7 và 0 thì 0 này sẽ bé gì? Bé hơn. Nên số bé nhất ở đây sẽ là 7 gì? 70. Đấy. Thế là mình sẽ tô cho chú vịt có số bé nhất là 70 ở đây. Được chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài tiếp theo. Bài số 4. Viết một chữ số thích hợp vào chỗ chấm. À, như vậy viết 541 sẽ lớn hơn 54 mấy. Như vậy mình nhìn thấy nè, hàng trăm là 5 này, 5 này, hàng chục là 4 này, hàng chục là 4 này. Hàng đơn vị ở đây là 1, nhưng mà dấu này lớn hơn.
Vậy thì 1 này chỉ có lớn hơn được số nào thôi? 0. Do vậy số mà chúng ta viết đây chỉ là gì? Số 0 thôi nhá. Đấy, nếu chúng ta viết số 2 ở đây thì nó lại gì? Lớn hơn. Đúng nào? Đấy. Hiểu bài toán chưa? Tương tự nè. 387 so với 3 bao nhiêu 2? Như vậy mình nhìn thấy nè, hàng trăm 3 3. Hàng gì? Hàng chục 8. Hàng đơn vị 7 2. Vậy thì số mình cần điền đây nè là so với cái hàng chục của anh này nè, 8 nè. Số nào mà lớn hơn 8 các em? À, chỉ có mỗi một số duy nhất, đó là gì? 9 thôi, đúng không? Nên số mình điền vào đây phải là số gì? 9 nhá. Xong chưa? Rồi. 263. Đấy, vậy thì đây là hàng trăm các em. 275. Được không? Được, đúng không? Được không? Số 2 được không? Đây, 2. Vậy thì số 2 nó chỉ lớn hơn số nào? Lớn hơn số 1. Thôi, chúng ta không thể điền số 0 vào đây được, đúng không? Do vậy số mình điền vào đây hợp lý sẽ là số gì? Số 1. Được không em? Xong nhá. Đấy, chúng ta nhớ những cái kiểu bài này để chúng ta làm khi gặp những bài toán nâng cao đó em. Sang bài số 5. Đánh cái dấu tích vào hình có nhiều viên gạch nhất. À, như vậy người ta cho mình nè, những cái hình có rất là nhiều các viên gạch ở đây. Muốn biết hình nào có nhiều nhất thì chúng mình phải làm sao? Có cái phương pháp đếm ở đây thôi, đúng không? Hình A này, chúng mình nhìn thấy ở đây nó có bao nhiêu tầng nữa nè. Đấy, chúng ta phải cộng theo cái cột này nhá. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy anh này 8 nè. 8 thì anh có bao nhiêu cái hàng vào phía trong nè? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 8, 40. Với đây 1 nữa là gì? 41. Như vậy chỗ này sẽ là 41 viên này nè. Được chưa? Rồi anh tiếp theo nè, các em đếm tiếp nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vào 4 nữa, đúng không? Vậy thì hàng này sẽ được 28 nè. Rồi ở đây tiếp nè. 1, 2, 3, 4. 4 vào 4 nữa, đúng không? Đúng không? Đâu xem nào, đếm lại nhá. Vào là 1, 2, 3, 4, 5 mà. À, như vậy anh này sẽ phải là 30 chứ. 7, 7 x 5 là 35. Xin lỗi các em, phải là 35. Tức là gì? Sẽ có 5 cái hàng. Đúng không? Các em đếm đây này. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái hàng vào phía trong. Đấy, các em phải tưởng tượng được trong chiều sâu của nó nhá. Được chưa? Vậy anh này mấy đây? 1, 2, 3, 4, 4 với 5 là 20. Giờ mình cộng tổng ở đây nè, xem nó là bao nhiêu nè. 41 là cộng 35 cộng với 20 thì sẽ ra được tổng của các anh này, đúng không? Đấy, cộng số hơi nhiều rồi đó. Bài này hơi nâng cao rồi đó. Đấy, chúng ta có thể cộng 3 chữ số như này. 6. 4 với 3 là 7. 7 với 2 là mấy? 9. Được không? Như vậy anh này sẽ tổng là bao nhiêu? 96 viên nè. Chúng ta sẽ khoanh vào đây để tí mình xác định nhá. Rồi, sang câu B nè. Chúng mình sẽ đếm ở đây có 2 hàng. Đếm chiều cao nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Và chiều sâu của nó bao nhiêu hàng nhá? 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy 11 với 5 là 55. Đây, hàng thứ nhất là 55 viên. Hàng thứ hai đây cũng sẽ có bao nhiêu? 55, vì nó bằng nhau mà. Vậy thì chúng ta sẽ cộng 55 cộng với 55 nè. Hoặc em đếm thủ công cũng được nhá. 55 là 10, 0 nhớ 1. 5 này nhớ 1 là 6. Vậy thì 6 cộng với 5 là bao nhiêu? 11. Tổng ở đây sẽ là 110 viên nè. Đấy. Được chưa? Rồi, các em đếm sang C. Đấy, C ở đây thì lại đếm theo hàng trước đi.
Chiều cao trước đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy 10 hàng và một viên lẻ nè. Đúng không? 10 hàng nhá. Rồi vào chiều sâu mình sẽ đếm xem nó bao nhiêu viên đây. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy 10 nhân với 5 là 50. 50 với 1 viên đây nè. Thì hàng bên này sẽ là 51 viên. Rồi ở đây chúng ta đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mà nhân với 5 là 45. Đúng không? 45 này có mấy viên lẻ nữa nè. 46, 47, 48. Như vậy đây là bao nhiêu? 48 nữa. Mình sẽ cộng 51 với lại 48 để được ra số viên gạch ở đây. 51 nè, kem cộng cho 48 nè. 9, 9. Như vậy đây là bao nhiêu? 99 viên nhá. Rồi và hình cuối cùng, hình D. Ta đếm theo 4 hàng nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có bao nhiêu hàng ngang nè? 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy ở đây sẽ được 5, 8, 4, 40. Rồi anh này sẽ cao mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nhân với 5 là 3, 35. Anh này được 1, 2. 2 nhân với 5 là 10. Đúng không? Và anh này sẽ là mấy? 10 tiếp. Được chưa? Rồi giờ mình cộng tất cả ở đây vào. 40 cộng 35. 10 với 10 là 20 đi, đúng không? Đấy. 5 nè. 4 với 3 là 7 nè. 7 với 2 là 9 nè. Như vậy anh này bao nhiêu? 95 viên. 95 viên. Đấy. Bây giờ mình đã có số viên gạch của tất cả rồi. A là 96 nè. Giờ chúng ta sẽ viết ở đây đi cho dễ nhé. Bởi vì cái này máy quay nó không thấy hết được. A, 96 viên. Đúng không? B là chúng mình đếm được là 110. C, bao nhiêu? 99. Và D, 90, 95. Đấy, mình có hết rồi. Bây giờ ta hỏi cái gì? Vào hình có nhiều viên gạch nhất. Đấy, vậy thì hình nào? Như vậy anh này sẽ nhiều nhất đúng không? Hình B. Rồi chúng mình sẽ đánh dấu tích vào đây. Xong chưa? Đấy. Để mà đánh được dấu tích này chúng ta phải mất cả một quá trình đấy đúng không? Đấy, chứ không phải là đơn giản. Rồi và xong thì các em sẽ xóa những cái phần mà chúng ta nháp và chấm nó đi. Sạch sẽ. Đúng rồi. Đấy. Rất là đơn giản nhé. Hay khi các em làm thì chúng ta cũng nên dùng viết chì nếu mà chúng ta muốn viết vào giống như thầy, chứ không được viết viết mực nha, chúng ta không xóa được. Và đến đây chúng ta cũng đã hoàn thành được cái bài này, phải không? Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này cho các bạn nhé.